Xin chào các bác, hôm nay em xin giới thiệu các bác một vị thuốc quý, đó là cây kinh giới khô các bác nhé. Loại này thì ngoài các tác dụng là gia vị trong bữa ăn thì có thể còn là một vị thuốc quý để sử dụng hàng ngày, mình có thể pha trà hoặc là nấu nước uống đều được. Các bác pha trà thì mỗi ngày sử dụng khoảng 2 đến 30 gram. Còn nấu pha trà hoặc nấu nước uống ấy, mỗi ngày sử dụng khoảng 2-30 gram. Còn các bác có thể, ngoài ra là các bác có thể là đun nấu nước lên để tắm các bác nhé, để làm đẹp da hoặc là trị mụn nhọt rồi rôm sảy mẩn ngứa dị ứng. Loại này thì em xin giới thiệu cái tác dụng của nó, thì tác dụng là chữa sốt nóng này, rồi chữa nhức đầu ê mỏi đau mình này, trị rôm sảy cho trẻ sơ sinh cũng được các bác nhé. Mình bằng cách đun nước uống các bác nhé. À, quên mất, đun nước để tắm hàng ngày các bác nhé. Đấy. Còn chữa mụn nhọt có thể nấu nước uống, chữa ho, chữa cảm hàn, rồi chữa dị ứng, trừ ứ cầm máu, làm trắng da. Đấy. Tác dụng làm đẹp da thì các bác có thể là uống cũng được hoặc là nấu nước lên để tắm được các bác nhé, để trị mụn nhọt và làm đẹp da, sáng da hơn, trị rôm sảy mẩn ngứa dị ứng. Bên em thì cung cấp cái kinh giới khô, các bác có thể kiếm quanh nhà, hoặc nếu các bác không có thời gian kiếm hoặc không có thì có thể liên hệ cho em cung cấp hàng khô này, và có giao hàng qua đường bưu điện Viettel Post. À, đến nơi các bác lấy hàng thanh toán tiền thôi. Ngoài kinh giới thì bên em còn cung cấp các đặc sản núi rừng và các đồ ngâm rượu đủ các loại cho các bác. Các bác cần loại nào thì vui lòng liên hệ cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em. Các đặc sản như bên em thì như xạ đen này, an xoa này, cà gai leo này, mật nhân này, ba kích, sâm cau, ngọc cẩu, dâm dương hoắc, nhục tung dung này, câu kỳ tử, ngũ vị tử, thỏ ti tử này, đông trùng hạ thảo, táo đỏ, chuối hột rừng, sâm tiên mao, sâm cau đỏ, sâm cau đen, đẳng sâm, rất nhiều các loại cho các bác cần loại nào thì cứ vui lòng nhắn tin hoặc liên hệ trực tiếp cho em, nhắn tin Zalo. Loại này thì các bác sử dụng nấu nước uống thì hoặc pha trà thì mỗi ngày sử dụng khoảng 2 đến 30 gram nhé. Còn nếu mà nấu nước lên để tắm thì mình có thể sử dụng khoảng 100 gram đến 150 gram. Mình nấu nước lên sau đó mình dùng nước để tắm các bác nhé. Cái loại này thì chị có thể chị tắm được cho cả trẻ em sơ sinh các bạn, chị rôm sảy nhé. Các bác cần thì vui lòng liên hệ cho em nhé. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi nhé. Xin chào tạm biệt các bác.